hiện nay thì có rất nhiều các loại mẫu mã áo váy đầm được thiết kế cho đối tượng nữ giới đang làm việc ở môi trường công sở. Chính vì sự đa dạng này nên đôi khi khách hàng cũng gặp không ít băn khoăn trong việc lựa chọn những sản phẩm vừa à, chất lượng vừa phù hợp với sở thích mà giá cả lại phải chăng. Có lẽ chính vì vậy mà chúng ta sẽ cùng đến với phần tư vấn ngay sau đây. À, khi bắt đầu vào kinh doanh ấy, thì mình nhận ra rằng á, là tất cả các hãng ở Việt Nam mà nổi tiếng ấy, thì họ giá rất là cao. À, và không phải ai cũng có thể mua được đấy là lý do mà à, mình muốn làm một cái thương hiệu mà giá nó thực sự rất là bình dân và ai ai cũng có thể mua được nhưng mà đòi hỏi ở đây là gì đấy, à, chất lượng là phải thực sự là tốt nó ngang tầm với các thương hiệu khác nhưng mà giá thì chỉ bằng 1 phần 2, 1 phần 3 so với các thương hiệu khác thôi Bên cạnh giá cả, chất lượng sản phẩm thì các chương trình khuyến mãi hẳn là luôn giành được nhiều sự quan tâm của đối tượng tiêu dùng và để tạo được sức hấp dẫn cũng như là giữ được lượng khách hàng ổn định cho thương hiệu của mình thì các cửa hàng thời trang đã phải áp dụng những chương trình khuyến mãi cũng như là những dịch vụ chăm sóc hỗ trợ khách hàng như thế nào thì à, có lẽ chúng ta sẽ cùng đến ngay với phần tư vấn hỗ trợ ngay sau đây. cái điểm khác biệt của ấy là đưa hệ thống công nghệ để mà quản lý và chăm sóc khách hàng ở đây thì gucci không phát hành thẻ thành viên cứng như các đối tác khác. Những các cái thương hiệu khác mà Umac sẽ quản lý thông qua cái số điện thoại của khách hàng sẽ được tích điểm và sẽ được Umac gửi của tự động gửi tin nhắn chúc mừng sinh nhật hoặc là tự động gửi tin nhắn cảm ơn khi mua hàng hoặc là tự động gửi tin nhắn thông báo và gửi mã voucher khuyến mãi khi mà tới nhịp sinh nhật của khách hàng chẳng hạn. thì ngoài ra thì Gumac thường thường những cái đặc biệt thì Gumac có những chương trình tri ân rất là lớn hàng tháng thì Google sẽ ra bộ sưu tập mới một lần như thế thì sẽ có rất rất là nhiều sự lựa chọn dành cho khách hàng. sử dụng công nghệ trong chăm sóc khách hàng giúp Google quản lý khách hàng tốt hơn bằng chứng là cái việc những góp ý hay là những phản hồi của khách hàng đều được đội ngũ chăm sóc khách hàng xử lý kịp thời và khách hàng họ cảm thấy hoàn toàn hài lòng về Google.